Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Tiếp tục là chuyên mục hỏi đáp. Bây giờ còn nên mua chiếc Red Magic 8 Pro hay không? Redmi K70 với K60 Ultra nên lựa chọn máy nào? Nên mua iPhone 11 Pro, iPhone 12 hay là Google Pixel 6 Pro? Tất cả sẽ trong đường ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Mình có bán hàng trên Shopee và cái nick của mình sẽ tên là Mobile City Mega Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sáo nóng lạnh, bao rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa. Mặc định các bạn sẽ được bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City. Những bạn ở xa không được xuất được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đến với câu hỏi đầu tiên này, Red Magic 8 Pro còn đáng mua thời điểm hiện tại không anh? Ok, theo mình là đáng các bạn nhá. Tại vì tổng thể trải nghiệm chiếc Red Magic 8 Pro ấy, nó sẽ không khác quá nhiều so với cả hai sản phẩm đời sau là chiếc 8S Pro với cả 9 Pro. Cụ thể đi, con chip của máy sẽ là Snapdragon 8 Gen 2 này, nó sẽ yếu hơn so với cả 8S Pro hay là 9 Pro 8 Gen 3. Nhưng mà lưu ý nhá, hiện tại 8S Gen 2 vẫn rất là mạnh luôn, các bạn vẫn quẩy được all game marketing không phải suy nghĩ. Theo mình có chăng khoảng tầm 2 năm nữa thì may ra bạn mới cảm thấy sự khác biệt khi mà chơi game giữa 8S Pro này, 9 Pro hay là trên chiếc 8 Pro nha. Còn bây giờ trải nghiệm chơi game là như nhau. Màn hình của máy cũng vậy, nó sẽ kém hơn một chút so với cả chiếc Red Magic 9 Pro nha. Nhưng mà là không quá nhiều, chỉ khi các bạn để hai máy gần nhau ấy thì may ra mới nhận ra thôi, chứ còn dùng bình thường thì là ok. Và trải nghiệm màn hình của chiếc Red Magic 8 Pro mình thấy vẫn quá là tuyệt vời nha. Đây là một cái màn hình full view này, không khiếm khuyết, 4 viền mỏng, 4 góc bo cong ít, rất là sexy. Còn đâu thì trigger 3 máy như nhau này, những tính năng chơi game cũng y xì nhau luôn. Pin của chiếc Red Magic 8 Pro ngang với cả chiếc 8S Pro nhá. Nó chỉ kém chiếc 9 Pro 500mAh mà thôi. Nhưng mà cái dung lượng 6000 của chiếc 8 Pro ấy là rất ok rồi đúng không nào. Mà thậm chí nhá, chiếc Red Magic 8 Pro có một điểm hơn là nếu bây giờ bạn mua mới ấy, ở phiên bản phần mềm cũ thì sẽ có tiếng Việt nha. Trong khi hai chiếc máy kia thì phiên bản mới sẽ chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung mà thôi. Nên chốt lại câu hỏi của bạn thì theo mình nha, có tiền tất nhiên bạn nên mua hai sản phẩm mới hơn. Nhưng mà nếu chỉ có điều kiện mua chiếc Red Magic 8 Pro ấy vẫn rất là xứng đáng. Chuyển sang câu hỏi thứ hai này, K70 với K60 Ultra nên lựa chọn con nào vậy bạn? Rồi, thì mình sẽ đi từng phần đi. Đầu tiên, chiếc Redmi K60 Ultra ấy, nó sẽ hơn ở khoản là có kháng nước nha. Đây là một chiếc máy hiếm hoi của nhà Redmi K có kháng nước, dùng sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà về khoản thiết kế thì theo quan điểm cá nhân của mình nhá, là chiếc Redmi K70 đẹp hơn, đúng trend mới mẻ hơn. Về màn hình thì chiếc Redmi K60 Ultra ấy, nó sẽ hơn được cái tần số quét màn hình lên tới 144Hz. Nhưng mà về độ phân giải này, độ sáng hay là độ hiển thị màu sắc đẹp, viền mỏng ấy, thì chiếc Redmi K70 nó sẽ hơn nhá. Hiệu năng thì rõ ràng rồi, Redmi K70 cũng đang nhỉnh hơn Snapdragon 8 Gen 2 mà. Chiếc K60 Ultra thì Dimensity 9200 Plus cũng mạnh, gần bằng so với cả Snapdragon 8 Gen 2 rồi. Nhưng mà để lựa chọn một chiếc máy Snap với cả Dimensity thì rõ ràng anh em sẽ chọn Snap đúng không nào. Về camera thì chiếc K60 Ultra ấy, thông số phần cứng đang nhỉnh hơn một chút nha, nhưng mà chỉ là chụp ban ngày thôi, tại vì đây sẽ là cảm biến của Sony. Nhưng mà bù lại khi chụp đêm ấy thì mình thấy chiếc Redmi K70 rất là ok nhá, bởi vì đây là cái dòng cảm biến chuyên để chụp đêm mà. Còn đâu về lo ngoài này, pin sạc thì mình thấy hai máy là xem các bạn nhá, đều rất ok. Nhưng mà đây quan trọng này, với chiếc Redmi K60 Ultra ấy, unlock dễ, up ROM ok, trong khi bây giờ với chiếc Redmi K70 thì unlock hơi bị đắt nha. Có một số bên báo giá mình lên tới tận 1,5 triệu cơ, dã man luôn. Nên chốt lại với câu hỏi của bạn thì theo mình nhá, chỉ trừ khi bạn thích một chiếc máy có kháng nước này cộng với cả up ROM dễ dàng bây giờ ấy thì chọn chiếc Redmi K60 Ultra. Còn đối với mặt trang bị thì rõ ràng chiếc Redmi K70 ấy đang có nhiều điểm hơn. Rồi, chuyển sang câu hỏi cuối cùng đi. Nên chọn iPhone 11 Pro cũ, iPhone 12 cũ hoặc là Google Pixel 6 Pro vậy anh? Ok, thì mình sẽ chia thành hai trường hợp đi. Rõ ràng là nếu bạn chỉ dùng được iOS thì bỏ Pixel ra nhá. Thì trong trường hợp này cũng rất nhiều bạn băn khoăn giữa một chiếc iPhone Pro đời cũ này so với cả một chiếc iPhone đời mới bản thường. Thì đây, chiếc iPhone 11 Pro ấy nó vẫn sẽ có nhiều điểm hơn nhá. Ví dụ như màn hình to hơn này, giải trí xem phim ok hơn, pin trâu hơn rất là nhiều luôn nha. Pin của chiếc iPhone 11 Pro thì gần 4000 cơ mà, thoải mái dùng một ngày. Trong khi với chiếc iPhone 12 pin hơi kém đấy các bạn nhá. Và tuy là chiếc iPhone 11 Pro to hơn, nặng hơn nhưng mà cảm giác cầm nắm ấy vì là viền bo cong nên sẽ không bị cần tay như kiểu chiếc iPhone 12 các bạn nhá. Bù lại với chiếc iPhone 12 này, máy nhỏ gọn hơn, thiết kế đúng chen hơn, vuông vắn cấn tay mà. Con chip của iPhone 12 cũng sẽ mạnh hơn các bạn nhé, nhất là khi bạn gắn sò chơi game thì mạnh hơn hẳn luôn. Và cái phần camera của chiếc iPhone 12 ấy, mình thấy cảm biến tuy là xem so với cả 11 Pro thôi, nhưng mà có vẻ như đời cao hơn thì thuật toán của nó cũng sẽ ok hơn một chút các bạn nhé. Và rõ ràng để mà dùng lâu dài hơn thì iPhone 12 ấy, sẽ được hỗ trợ lâu hơn. Nhưng mà đây, trường hợp thứ hai, nếu bạn dùng được cả Android thì khi này nhé, mình lại thích chiếc Pixel 6 Pro nhất. Lý do vì sao?
nó sẽ có một cái màn hình rất là chất lượng luôn, độ phân giải lên tới 2K, màn cong và quan trọng có 120Hz, đấy, vuốt sướng hơn hai chiếc máy kia rất là nhiều luôn. Và với Pixel 6 Pro thì cũng là một cái dòng máy rất là mượt mà rồi, có thể so sánh với cả iPhone nha. Có chăng hiệu năng chơi game ấy thì mình không đánh giá cao chiếc Pixel 6 Pro đâu, dùng cơ bản thì mượt, nhưng mà chơi game ấy chắc là kém so với cả iPhone đấy. Được cái với dòng Pixel này thì cũng full tiếng Việt rồi, không chậm thông báo, dùng là máy chính ok như iPhone. Nên chốt lại câu hỏi của bạn thì thực sự là theo mình, bạn phải nêu rõ cho mình thêm nữa nhu cầu của bạn cụ thể ra sao nhá, chứ còn hỏi chung chung như này thì đấy, tùy trường hợp. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình, có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và link mua các máy trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận ghi của video. Giờ xin chào, bye bye.